Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 17 tháng 2 năm 2023 đối với đối tượng Lê Đức Hiệp, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội gây dối trật tự công cộng. Cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc là đối tượng Nghiêm Xuân Hoàng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Và đối tượng Trần Văn Thắng, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Nam Hưng, xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bị công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã số 05 ngày 16 tháng 5 năm 2023 cũng về tội gây dối trật tự công cộng. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã số 09 ngày 13 tháng 6 năm 2022 đối với đối tượng Dương Văn Thắng, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 1667, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện